Cát Hương xin mến chào cô chú anh chị các bạn. Thì chiều hôm nay Hương sẽ đi đặt cái lợp ếch. Này là cái chén ngồi mà Hương chuẩn bị rồi. Trong đây là có mắm nè, rồi có ngũ vị hương với dầu chuối với cái ốc mà Hương lễ ra rồi thì Hương trộn vô cho nó thấm rồi. Giờ Hương cho mồi vô trong đây. Cái mùi nó dậy thơm lắm. Đây. Ok. Đây con lấy ra hết đi, tí bỏ vô bịch. Đây là cái hôm nè. Khi mà ếch nó vô rồi xong á thì nó nhảy ra không có được thì mấy cái hôm này nó sẽ bít lại. Lập ếch. Cái này là cũng mấy năm rồi đó. 2 năm gì rồi. Đây. 4 cái. Đặt theo mấy cái chiều mát quá à. Mình đi theo cái mấy cái mé giường á, tại vì lúa cắt xong rồi giờ ớt nó sẽ gom vô mấy cái mé giường đẹp đẹp xíu. Đó. Quay chưa? Trời ơi, cái lá cây, để con kiếm cái xịn này nè. Đây, đắp lên đây. Mình quay cái hôm cho nó. Trời, cái mít con kẹp ở đây con nhiều quá cậu, con sợ quá, con khòm xuống nước vậy nè. Không sao đâu, kẹp để dính. Con gớt cái không có tiền mua lại cậu ơi. Mình quay cái hôm vậy nè. Giờ Hưng sẽ làm ở trước cái miệng của cái lợp này nó láng láng một xíu để cho ớt nó lên ăn. Cái này là cái mé giường đó mọi người. Ớt nó sẽ gom cái giường. Yêu quá, yêu quá. Giờ mình không, thằng này có không cậu, mình đi qua bên kia đi. Đi bỏ dép lên cái đi nữa. Mấy cái miệng ốc nó cắt chừng quá. Ê, chỗ này gần cái bếp nấu ăn của Hương á. Ban đêm Hương ra nằm võng, Hương thấy ở đây nó hay nghe ếch kêu lắm. Ôi mà đất ở đây cứng quá. Sao móc được đây. À, không được, khích lên xíu đi để cái bãi. Trời, ốc không gì. Ốc chín ốc không luôn. Nè, đây cho nó bít cái này lại. Khi mà ớt nó đi vòng vòng đây thì nó chỉ thấy có cái cửa vô một thôi. Thì Hương sẽ đắp mấy cái lá lại nữa. Giấu lại. Rồi xong cái thứ hai. Mình đi qua bên kia nữa. Đúng rồi. Đợi góc đó đi coi. Đây nè. Đó đó đó, đó. Đây nè, đây nè.
đặt, đặt cái miệng quay ra ruộng. Thôi quay ngay đây đi, lý tưởng hơn. Xích lên con. Làm cái bãi cho nó lên, nó ăn cho nó lý tưởng chút xíu. Dùng cái chân đi cho nó nhanh. Rồi ok. Rồi lấy nhổ mấy gốc gạ này đắp lên. Đó. Cái chỗ này lý tưởng nha. Thấy êm nè. Rồi xong. Ôi ngứa quá, ba cỏ rồi mới đâu nữa đâu. Giờ mình đi vô bên kia hả? Cái này là cây sơ đũa nè. Trời ơi, trái quýt nè, trái nhóc hết trơn luôn. Cây có chút xíu à. Ui miệng ngốc quá. Cái chừng bước là nó đầm bấy chừng á. Hay gì mấy con ớt đó nha, nó cũng nó lựa mấy cái chỗ bãi đẹp đẹp luôn á. Rồi xong mình đắp cỏ lên vậy nè. Cái lợp á Hương cũng đặt xong rồi, thì Hương hẹn gặp lại cả nhà trong buổi sáng nha. Ngày hôm sáng nếu là tối nay Hương đặt thì sáng Hương mới dở, thì sáng mình sẽ xem kết quả. Ok mày, hẹn cả nhà lại vào buổi sáng nha. Hay cây quýt nhà của Hương nha, đang rất là sai trái luôn. Ồ, cái trái này nó to hơn nè. Quýt này quýt đường đó, ăn nó ngọt lắm. Mấy đợt trái rồi. Cái này nhánh nó bị khô rồi. Thì sáng hôm nay Hương sẽ đi cái dở cái lợp này ha. Thì Hương sẽ xem kết quả của mình đêm qua. Ôi trời, cá nục kìa cậu ơi. Bắt đầu nó gom xuống cái mương nè. Ui, dấu giò ếch nhóc luôn nè. Ui, sao nó nằm im ru vậy, có con gì không đây ta? Ê, có. Ê, chết này kiến quá, mò nữa. Nó cắn nó chết luôn quá. Có cậu ơi, có cậu ơi, nó đang nhảy lớp bụt luôn. Ôi, mà nó nhỏ nhỏ thôi, chết luôn. Rửa mấy cái mồi ra cái. Ây da, kiến. Trời, do là Hương không có cái túi đựng ớt á, nên là Hương sẽ đem vô nhà Hương đổ. Giờ Hương bỏ vô cái bịch nó. Về nhà mình đổ vô cái xô đi. Để dài dài trong kia nữa. Ê chết, con đạp chết cái cây. Quá trời kiến luôn nè. Giờ Hương cũng tới cái lọp thứ hai rồi, Hương sẽ dở cho mọi người xem. Nè, có dấu vỏ ếch này nè, thấy không? Nó lên nó ăn đó. Còn không biết có dính hay không nữa mà kiến quá. Con thấy nó nhảy lập bập rồi đó. Mình nhớ cái ha. Ờ, có nha. Nè, 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 cậu. Nó nè, nè. À, cái bụng trắng tươi kìa. Rồi còn hai cái nữa. Hy vọng là mà gác kia trong vườn đó mà không biết có gì không.
của mấy con? Cái bự bự không nè. Nó màu lớn lắm con cái. Cậu này à, nhà nhà của Hưng nuôi được hai mùn cá lóc mùn cá chê, mà nay nó cũng lớn lớn rồi nè. Nếu mình cho nó ăn đầy đủ mồi là mau lớn lắm. Nó quợn quợn rồi, con đi lại đây nó tưởng nó còn cho nó ăn á. Cá này mà ăn đủ mồi là mau lớn. Dạ. Hôm mát quá à, chỗ kia nó nắng. Hôm qua bỏ dép á, Mỹ Ngốc nó cắt chân hết trơn luôn, giờ nay là mang dép rồi. Ôi có nữa nè. Thấy không, con nói là ban đêm á con ra nằm võng ngay chỗ cái chỗ nó ăn đó, con nghe nó kêu đó, nó la dữ lắm. Nãy giờ tập 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 luôn rồi. Đang ngoẹ ngoậy. Đang chống cự rồi. Mồi ra luôn để kéo. Con bự lắm cậu ơi. Sao? Bự, con bự lắm á. Được ba con, bốn con vậy á. Trời, về nhà xem thành quả thôi. Giường rồi mà mình có mồi mình đặt ra. Miệng ốc không luôn nè. Ui mấy con vịt. Chỗ này là lý tưởng nhất nè. Đấy, chỗ này là lý tưởng nhất nè. Con thấy dấu dò nhiều rồi đó. Với lại nó nhảy ra là bụp bụp rồi đó. Rửa nó ra với mồi. Ô, có luôn. Ô, mấy cái mồi ốc này. Ô, không được, đổ đây là ếch nó nhảy ra. Về đổ mồi ra luôn. Rồi, sáng đủ ăn rồi đó nha. Hai ba con gì á, có con bự nữa nè. Gì, ngon, bốn cái rồi. Là thấy ấm rồi đó. Đi đi về. Trời, Hưng cũng dỡ xong bốn cái lợp mà tối hôm qua Hưng đặt rồi. Bây giờ Hưng sẽ về đổ khoe thành quả với cha. Tại vì hôm qua cha nói là đặt không biết có hay không, nhưng mà ngày hôm nay là đặt thấy nhiều rồi đó, về là khoe với cha mới được. Thì xong rồi Hưng sẽ chế biến món ăn. Nhưng mà cả nhà con đi về với Hưng nha. Miệng ngốc nhiều lắm nha cậu ơi. Ây da. Hưng sẽ đổ ra mồi. Hết chưa? Cái này được hai con với mồi mà nhìn tưởng đâu được ba con. Khoan nghe cậu. À, tiếp tục cái thứ hai. Mồi nó dính mà. Để dính xong. Lấy ra hết luôn đi. Đá đủ mũi kho không? Xếp đủ mà. Có chiên nữa không? Có. Nó ra ếch chảy xuống luôn đó. Đây được có hai con à. Nó dằn mồi. Nghĩ cái lợp ớt này hay chứ. Đặt nó dính nhiều hơn là đi cống câu nữa. Nó vô lần hai ba con. Nó càng thơm rồi nó càng vô á. Tao biết sao sợ lại dở lên cái thấy con gắn trong này hết hồn. Cái cân kia tao còn đi đặt bẫy gắn nữa đó. Cái đầu cũng đi đặt bẫy gắn nữa. Đi xuống giường á, mấy giường đó nó cậu có đó. Ê, có con này bự nè nha. Mà nó ốm quá. Ê, con này nó chết luôn, cái gì nó mắc vô cái hôm. Ê, còn nhảy tụi nó chết. Đừng nó treo cổ luôn chứ. Hành đi với dàn phút quá vậy.
Đâu có ngà gì. Ngà rồi, đâu có ngà. Rồi, đây là thành quả 4 cái lọc của Hường. Ê, 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 tí xíu nè. Mà nó không được bự nha. Nó vừa vừa nhỏ nhỏ mà. Lọt mà, nó vô con, cái nó vô nha. Chị trai càng kìa. Nè, ra coi nè. Đừng ký ớt luôn trời. Có hồng nữa à nha. Trời đó không có con nào giờ nó được. Rồi giờ đi mặn thôi. Ồ, có được con này hơi to to thôi à. Bọn nè. Nó vàng vàng nè, to to nè. Đủ một buổi rồi. Đủ một buổi ăn rồi. Thôi sao hết đừng buổi sáng rồi. Mấy em chân dài sẽ lên chảo. Ớt ớt đồng nhìn ngon quá. Trăng ơi, Trăng coi kìa. 10 điểm. 10 điểm. Giờ bằng ớt nè, tiếp nhau bằng ớt ăn nè. Làm gì anh Tự? Nấu nước mắm đồng. Nấu nước mắm đồng hả? Nấu ăn. Chuyện ơi, cái này là cá anh Tư ủ phải không? Ủ mấy tháng rồi nè. Bây giờ nấu lượt lại rồi nấu nữa cho nó... vớt vớt cho nó vớt bọt cho nó trong luôn cái rồi mình động cô quê rồi. Trời ơi thơm quá vậy. Nấu giờ ít ai làm mắm đồng này ăn lắm á trời. Người ta có tiền á thì người ta ăn nước mắm ngon, mình không có ăn nước mắm đồng, nấu nước nhất ăn. Cái này là về ủ rồi bỏ muối không đó nhiều không anh Tư? Muối cũng như cỡ chục cái cá là cỡ khoảng 3-4 ký muối cho mặn. Cái này là nấu lên rồi lượt nước ha. Nấu cho nó giả sát hay gì nữa? Giả sát rồi lượt bỏ. Thơm quá vậy trời. Lượt bỏ rồi bắt đầu mình mới nấu nữa, tiếp tục nấu vớt bọt đen ra đó trong nước cũng vậy. Rồi cái này ủa rồi để được lâu không anh Tư? Lâu phơi mình vô chai sành nó phơi nắng để nó hoài vậy đó. À. Người ta thấy mấy người ta làm nước mắm thì ta có chất ủ, chất bảo quản, còn mình nước mắm đồng mình nấu ít này mình ăn có chừng 5-6 lít ăn hết rồi mới nấu nữa. À. Hồi xưa đó là bà già mới nấu ăn vậy không. Trời trời thơm quá. Trời giờ truyền thống mình nấu lại mình để dành ăn đi. Cậu ơi. Sao vậy con? Nó nhảy dưới đây nè, con ếch nó sảy con bự rồi. Kiếm nó nhảy vô đây nó mất tiêu luôn à. Chui vô hang rồi cô ơi, nó không nằm ở đó cho cô kiếm nó đâu. Nó nhảy xuống. Con bự hả? Coi kìa, coi mấy con kia nghe, lấy gì lấy cái dĩ ra đậy lại coi. Mấy con trong xương nó yếu xìu à, có con trong xuồng nó mới mạnh. Ôi trời, nóng chân rồi, nóng tiêu rồi. Không xin nó nữa rồi. Lan anh. Rồi. Nó... Thầy ơi. Lấy cái túi đưa cho nó bắt bỏ cho. Rồi để cho nó rồi. Đi. Cái túi rồi, lấy cái túi lại. Nấu lại lần nữa. Nấu lần nữa. Hết thì bà xác nó ra bỏ. Đá gì trời. Ăn ngon lắm. Nói vậy mình nấu nó thơm kho, nhất là kho khô nha. Ở cả xóm là nghe mùi hết trơn á. Ba em cũng hay kể nữa, hồi xưa là đâu có ấy đâu rồi nấu nước mắm đồng ăn không à. Ăn gì không à. Bây giờ mấy đứa tuổi trẻ giờ đâu biết nấu đâu. Ăn nó cũng ăn nữa. Rồi giờ sợ nó la hôi ha. Còn nước mắm người ta thì có chất tạo màu, chất bảo quản, rồi chất giữ ẩm, ê, giữ mình, mùi gì tùm lum. Mình ăn cái này nó mới tốt á. Tự nhiên luôn đâu có gì đâu, chỉ có muối rồi chứ mình nêm đồ lại ăn thôi. Nhà Hương cũng làm sạch rồi, Hương sẽ chiên. Nay em Hương sẽ cho mấy nàng chân dài tắm nước mắm. Hồi bữa anh ta nói là ở quê người ta gọi là vũ nữ gì đó. Vũ nữ chân dài chiên nước mắm. À, nay Hương cho mấy em chân dài trắng trẻo nõn nè vô tắm nước mắm nha. Nè mấy con ếch nè, nó cứ đều đều nhỏ nhỏ vậy á. Mình chiên nó nhanh chín, cũng nhanh chín lắm. Wow, wow. Nắng lên rồi chỗ này. Nắng rồi ngồi được có chút xíu này. Ủa
Ui, ui, nó dai. Ta cắt từ từ. Vậy đầu tư còn ở dưới kìa. Vậy là nếu mà mấy con đó mình chịu đi kiếm là cũng nhóc. Không cậu ý là ông đi đúng lá mà ông kiếm cũng thấy đó. Mai gì chắc cũ không đi kiếm. Cái vườn nào lớn lớn á, cũ cũ bỏ đó. Vậy mà ông đi câu cá uổng ghê trời. Nói cậu không có dính gì hết trơn, mấy cái gô nó ghẻ mở của nó. Con nói có mấy con à, con kiếm chừng 5-6 con à. Rồi để đây cho nó quá trời luôn. Để cho nó gõ nước thôi. Ui, nó bắn mở. Ê! Sợ trứng sâu rồi, con sâu, con gầy nữa. Chắc con lấy mấy cái cọng này luôn á, nó non nè. Đâm luôn. Lấy luôn cọng. Đâm nó cũng có thuốc ra không? Dạ. Này con rửa, cứ lấy đại đi rồi lấy rửa là sạch hai ba nước. Con rửa nó kỹ lắm. Bên nhà cậu á, ăn sao hè gì cậu? Mua nước dừa uống. Uống nước dừa nhà không có còn. Ôi nó non ghê luôn nè. Không có lá sâu. Đâm lần mỗi tay quá, chắc đưa vô máy cho nó xay. Mà mấy cái này nó cứng, đưa nó không được. Uống ghế cừu quen. Cảm giác càng ngày nó càng đỡ khó uống. Nước nó sánh ngon ghê. Vật này nó là trong đây. Thì Hương làm cái nước nước mắm sốt nè. Trong đây tỏi, ớt, rồi Hương cho đường, nước mắm, bột ngọt. Rồi Hương cho chay tương ớt, chim su á. Cho vô đây một muỗng nữa. Cái nước mình nó sạch sạch luôn. Thơm á. Mình cho cái phần đường nó nhiều hơn nước mắm nè. Để cho cái thôi mặn quá nó ăn nó không có ngon. Mình là mặn mặn ngọt ngọt. Đó, mình làm cho nó sền sệt rồi mình bỏ mấy cái con mấy nàng chân dài vô mình chảo qua nước mắm. Ui nhìn nó ngồi vô à, nó bay xuống đất rồi. Thôi Hương cho ớt vô. Chửi. Nó sền sệt nhà mình ghim cho nó thấm. Màu cũng đẹp nữa. Đủ quá đưa nó lại nhắc mình kia lấy đồ mẹ. Cái của cậu đây. Mẹ cắt cả đó đi. Mắm nữa, bên đây mắm nữa. Không mà nhà mình ăn với mắm là ăn cơm mạnh lắm nha. Từ mắm chưng, mắm kho, dĩa, lẩu mắm rồi. Rồi sao? Nhà cùng ăn bữa cơm sáng với gia đình của Hương nha. Ớt Hương là chiên nước mắm nè.
này là chiên tươi ít này để cho mẹ của Hương ăn với nước mắm rừng. Còn này là mắm, thay một củ rau nữa. Rồi xong, hẹn mời cả nhà nha. Rồi mời cả nhà ăn nha. Út Quy ơi, ăn cơm với cha nha. Út Quy. Út Quy nè, Út Quy ơi ăn cơm. Xuống đây ăn cơm mắm với cà nè con. Rồi xin mời cả nhà ăn cơm với gia đình mình nha. Ngon quá. Thôi mẹ mời Út Quy ăn cơm với mẹ nè. Nó con bùi nó nghe mắm á. Ăn một miếng mắm chân. Để nó theo dõi nó. Không đói bụng rồi. Ngon quá. Cà với mắm. Chân gì có nó béo gì đâu Hương ơi, nó ngon. Ráng đặt nước này bằng nhiều để lại dành ăn rồi. Quê anh này của mẹ thiên nhiên tặng con không ngon. Em làm đó. Sáng lên ở quê á, họ ti là không có nhiều thiệt nhưng mà đủ một bữa cơm là có, đi kiếm đủ bữa cơm. Chấm một miếng. Ừ. Không được làm mấy che đó. Chấm cho lật tới lật luôn luôn. Mùa lúa năm sau có tiền làm. Dán chịu khó rồi nè, nó cắn cái giò đau quá trời nè, nó lỡm chởm lỡm. Ngon. Món ếch. À, món ếch cái. Từ giờ phải mong rồi. Nhà công nhân làm ơn á. Hey, Hưng mời cả nhà em chân dài tắm nước mắm. Ngon quá trời luôn. Ngon. Nó thấm. Mặn mặn ngọt ngọt cay cay. Mớt mềm ăn ngon rồi. Rồi mời anh em cũng dùng về vũ nữ chân dài hả? Rồi Út Quy ăn vũ nữ chân dài với cha nha con. Hôm bữa nhớ Út Quy quá, Út Quy không xuống ở trên. Hôm bữa con đang ớt á. Có mấy anh chị nói là không phải. Mấy em chân dài mới đúng. Bữa nay kêu mấy em chân dài luôn. Cái này là hương xương á. Không, mà này làm thì ngon, ớt nhỏ nhỏ gì ngon nè. Ớt bự là nó ấy quá, nó không ngon ha. Này là dừa nè. Lột da vẫn ngon à. Dạ hết chén mắm ngon. Vừa ăn cái này mà có ăn với chuối chuối á. Cái chuối ăn ngon. Bữa nay món nào cũng ngon luôn. Có hết tô mắm rồi nha. Mắm nó béo ngon không biết luôn. Không đi hết cách ly về là muốn hết mắm mẹ, hết cá người ta bán hết rồi. Đi Bình Dương về đó, đâu dám qua nhà người ta đâu, đang cách ly á. Anh đẩy về cho đi kiếm mấy người. À, Giáo Nguyệt mà mắm cũng ngon. Không có lên mà mẹ, mà nghĩ làm ít đường quá. Ngon, có cho ăn mà phước rồi. Ăn nó muối á, mấy anh biết không? Mặn, mặn chắc không? Nhiều mắm. Ừ. Thôi ít ăn, ít để được. Chứ nó cũng thơm. Mà có đẹp màu nó. Ăn trào mép luôn. Ngon mặn quá trời. Ngon quá. Vừa anh. Lâu lâu ăn mắm chân nữa, ngon lắm luôn. Sáng ngồi chứ nhỉ? Biết có gì ăn giờ là ăn gì nữa giờ. Ngon này. Dở mắm à. Dở hủ mắm ra. Chán hả? Hôm nay quấn rau rồi. Hai chán rồi. Rồi văn nhân nữa rồi, có mắm văn với không kịp chân. Mấy số củ lâm mà. Tắt mấy thì còn thồn vô ba bó được. Béo hay hơn nha. Mình sớm cho cậu về làm văn cậu. Cậu đám cưới đó. Đó, con bà cô Tám đó. À, thi đậu đại học lực. Ừ. Đủ tay. Nhau nhút mà chấm mắm nó thôi rồi. Bỏ luôn. Bỏ bụng luôn. Hồi nãy chút xíu nó giục muôn lắm gào. Cô sâu. Cậu thương nãy là la làng nữa. Con mà thấy con sâu rồi, đầu con đi đụng cọng cỏ à. Con cũng nhảy dựng lên cái nữa. Cảm giác mình sợ lắm ảnh á. Hai tô mắm luôn. Hai tô mắm hết luôn.
Thì nhà của Hương, gia đình của Hương cũng ăn xong rồi. Hương cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi hết video của Hương. Thì Hương hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ Hương để Hương có tinh thần ra nhiều video hơn nữa. Hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo. Chào tạm biệt cả nhà. Chào quê.